Chào Thủy. Dạ, em chào chị. Mình rất vui là được quen với Thủy ở đại hội. Dạ. Gặp mặt được lúc trước cho nói chuyện qua Skype thôi. Bây giờ là mình gặp được nói chuyện và mình có thể biết thêm về Thủy. Dạ. Cho nên mình rất cảm ơn là Thủy đã đồng ý với một buổi phỏng vấn hôm nay. Thì trước hết mời Thủy tự giới thiệu tên họ, tuổi, ở địa phương nào. Dạ. Biết Pháp từ lúc nào và hành Pháp từ lúc nào? Dạ, dạ em tên Nguyễn Thị Thu Thủy, em ở Phú Yên, miền Trung của Việt Nam. Em biết Pháp cách đây là khoảng 4 năm, là từ khi gặp ông xã, là anh Ngô Văn Minh, em mới biết đến Pháp Vô Vi. Năm nay Thủy bao nhiêu tuổi này? Dạ, em 38 tuổi. Bây giờ là 38, tức là biết Pháp từ 34 tuổi. 34 tuổi, dạ. Nó lớn ha. Dạ. Em cũng hành Pháp từ khi mới gặp anh Minh là em đã... Tức là hành Pháp được 4 năm. Dạ. Thường thường là 6 tháng đầu là sơ hội chứng minh. Dạ. Thành Pháp được 4 năm, tức là đã làm xong hết những cái đoạn soi hồn chứng minh với lại pháp luân thường chuyển gì đó hay là dạ em á thì mới ban đầu thì em nói dạ mới ban đầu á em niệm Phật trước niệm Phật trước niệm một thời gian rồi em mới đi vô soi hồn. Dạ em niệm Phật một thời gian rồi em mới soi hồn, tại vì mỗi khi mà vô soi hồn sao em thấy khó quá. Em thấy ông xã làm, em thấy đơn giản, nhưng mà thật sự bản thân em thấy rất là khó. Khi mà đưa lên đây, tự nhiên em bình thường không có gì, mà cứ đưa lên là bắt đầu cái là nó cứ ngứa ngáy và nó nặng, cái óc của em rất là nặng. Nên em cố gắng, cái mỗi khi mà trong một thời gian nó khó, cái em bỏ xong rồi em phải niệm Phật và em nguyện niệm Phật đi vòng vòng nhà, em nguyện xong rồi em vô lại thì nó cũng ổn rồi. Cái khi bỏ lên rồi nó không, cái em cố tập trung niệm Phật á thì nó không còn ngứa ngáy nữa, mà nó lại cứ chuyện ở ngoài đời đâu hàng ngày cuộc sống của mình nó cứ nhào vô chứ nó không có phải trống lỏng cái đầu của mình. Nên cứ xong rồi cái em lại cố niệm thì em tập được lần lần như vậy. Nghĩa là tới bao lâu thì mới là soi hồn được? Dạ khoảng chắc hơn 6 tháng em mới được. Tức là bây giờ là được ha. Dạ. Nhưng mà chứng minh thì sao? Chứng minh em chưa có biết rõ, tại vì em có tập nhưng mà sao em cứ thở nó lung tung mà tại vì có coi cái DVD mà thầy dạy không? Dạ có. Tức là 6 tháng đầu là soi hồn với lại chiếu minh. Dạ. Chiếu minh là mình nằm dài sướng quá, nằm đèn lên giống như sửa sẵn ngủ. Và thì sửa sẵn ngủ mình làm những người chết. Rồi cái mình cứ 1 tháng 12 mình... Dạ, nói trong vòng 4 năm nhưng mà thật sự trong vòng 1 năm đầu là mình tập. 1 năm đầu mình tập như vậy. Rồi vô cái là bắt đầu em có em bé, cao bầu quá. Đúng rồi. Nên 4 năm nhưng mà thời gian hành pháp em ít. Không có đúng 4 năm. Bây giờ đó em bé được 3 tuổi mấy phải không? Dạ. Tức là bây giờ không có lý do để mà để mà không làm cái này có được chứ. Dạ dạ. Thì sau cái buổi đại hội này em nhận rất là được nhiều cái bài học mà cũng giống như là để cho mình phấn đấu để mà mình về mình luyện tập nhiều hơn để mình được tốt hơn như mấy anh chị. Lần này là lần đại hội đầu tiên mà Thủy đi phải không? Dạ đúng rồi. Thì bữa nay là mình ngày dân hoa cho thầy, tức là 23 tháng 9, đại hội bắt đầu với 20 tháng 9, thì mình có một ngày mới tới gặp bạn đạo rồi cái mình đi chơi phải không? Dạ đúng thì rồi. Thì những lúc mà đi chơi mà ở đây là núi Tà Lơn thì đặc biệt là chỗ linh thiêng đó, mình để ý mình thấy hình như là Thủy có cầu sinh gì đó phải không? Cầu sinh thánh giái gì xã hay gì? Dạ đúng rồi. Tới cái chỗ thánh địa đó em nghe giới thiệu sơ qua về cái thánh địa chỗ mình tham quan thì em rất là tới em có một cái cảm giác rất là em cảm nhận được những cái luồng gió, những cái lớn. Dạ thời cái gì đấy
thời tiết rồi những cái cảm giác, nói chung là em không tả được, nhưng mà cái cảm giác nó làm cho em rất là thoải mái. À, tới cái chỗ đó em cầu nguyện, em chỉ cầu nguyện được là cầu nguyện cho gia đình em được bình an và có thời gian để cho em tu tập được giỏi hơn bằng giống như mấy anh chị. Có phải là lúc trước là Thủy thường đi chùa không? Dạ. Tại thường thường mình nhớ mấy người đi chùa hay cầu xin cái đó lắm, bình an, nhà đạo bình an, rồi gia đình mà sung sẻ. Dạ, em là Phật tử, nói chung nhà em gần chùa thì hồi nhỏ từ cái lúc mới sinh ra cho tới lúc em 34 tuổi em mới biết đạo Vô Vi. Thì trước đó là em chỉ có biết đi chùa, đọc kinh, rồi cũng học giáo lý, làm người hiền. Có làm chuỗi bồ đề gì không? Dạ có. Có mặc áo cà sa gõ cốc cốc ngõ hỏi. Có, mỗi lần đọc kinh là em mặc áo lam đó, niệm Phật là em làm chuỗi. Bây giờ còn làm hết cái đó không? Dạ không, từ khi em biết đạo Vô Vi thì em không còn làm cái việc hoặc là đi đọc kinh hàng ngày á, tại vì ông sẽ cũng nói nhiều cho em hiểu về đạo. Từ mình chủ yếu là sửa tâm tính của mình, rồi chủ yếu liền sao cho tinh khí thân của mình mạnh lên. Thì em thấy từ khi em biết đạo em thấy người thật việc thật rõ ràng, chứ không có dạng như mơ hồ. Là lúc trước mỗi lần có chuyện gì thì là phân vân ngần ngừ lừng khựng, và bây giờ thấy mọi chuyện nó rõ ràng hơn, phải không? Cái đó là tốt lắm. Có thấy có kết quả nào khác chẳng hạn gì tính tình, ngoài cái chuyện mà thấy rõ ràng hơn, có còn cái gì khác mà tính tình nó thay đổi gì không? Dạ có, rất là khác về tính tình là lúc trước em là một người hoàn toàn rất là cứng đầu. Em rất là cứng đầu, em cứ muốn làm theo cái bản năng của em thôi. Nhưng em nóng tính nữa, em cực kỳ nóng tính. Dạ nóng tính duy nhất chị đâu nghe. Nhưng mà từ khi mà em gặp được anh Minh á, ông xã của em á, thì em thấy con người của anh ấy nó lặng hoàn toàn. Cho dù em nóng giận thì anh cũng vẫn lặng. Ảnh là người xem mình lặng quá, nên em hỏi thì ảnh mới nói là ảnh nhờ soi hồn Hồ Chí Minh nên ảnh được không có sôi động hoặc tức giận trong người. Cái từ từ cái lần lần cái em thay đổi vì ảnh, em bắt chước em làm lần lần, tại vì con người của mình nó dịu hơn. Rồi em lặng có nghĩa lặng với là không có động đó, phải không? Dạ, thanh tịnh đó, em phải không? Em giảm động cho em chưa có hết những cái động, em giảm lần lần. Khi mà mình 34 năm đi chùa rồi bây giờ mình không đi chùa nữa, có cảm thấy có tội hay là khó chịu hay là bị mấy người trong chùa có hỏi hay trách móc gì không? Dạ, thì em là cũng là một nhân vật ở trong chùa thì thường xuyên á, và trước em cũng ở trong trong văn phòng của đại hội của giáo hội á, thì em cũng thường là phụ làm những giấy tờ. Nói chung là trong thời gian sau không thấy đi nữa thì cô chú thì cũng thay là cũng có hỏi, nhưng mà dạ do mình nói lý do là do mình lập gia đình rồi, các con thì giảm bớt những cái việc tức là cũng phải tiếp tục đi mà giảm bớt đi thôi, phải không? Dạ không, em thật sự là từ khi mà gặp anh Minh về thì em nghĩ không cần thiết phải mình cứ đi. Từ khi em biết đạo Vô Vi thì em hiểu mình nên bắt đầu làm những gì và bỏ đi bớt những cái việc mà không cần thiết. Thí dụ cái gì là không cần thiết? Dạ như mình cứ đi qua chùa hàng ngày, mình cứ đọc kinh mà thật sự em chả hiểu cái kinh đó nó nói gì. Dạ nên em chỉ hồi nghe thì đọc kinh thì em qua em đọc kinh như vậy, chứ bây giờ thì mình không có đi đọc kinh, tại vì thật sự mình bỏ thời gian nhiều nhưng mà mình không có hiểu bao nhiêu. Thì mình không có hiểu cái sự thật là cái việc thật hàng ngày mình sống là mình phải sửa tính mình như thế nào, mình làm như thế nào để hoàn thiện hơn. Mà một cái em thích nhất ở bên đạo Vô Vi là em thấy mặt mày mọi anh chị lớn để tu lâu năm sẽ ai cũng sáng sủa. Em không hiểu, em hỏi anh Minh xem mà
ai cũng đẹp quá vậy, ai cũng nhỏ nhẹ mà cười tươi nên em là người rất thích đẹp nên em sẽ cố gắng, tại vì em thấy đó là người thật. Em thấy đó là người thật, cái việc mà em thích thật là cái một đạo đức, cái một cái việc cần nhất ở một con người là sự tĩnh lặng, ăn nói nhỏ nhẹ, mặt mày sáng sủa là cái điều đó là em thấy là bên ngoài á, em đã thích rồi bên ngoài em đã thích rồi, thật sự là em rất là thích, nhưng mà em cũng thú thật là em cũng hơi giải đãi trong những cái việc tu hành chưa chuyên cần hàng ngày như mấy như anh Minh, ví dụ anh ngồi biết em thấy sao hay quá vậy, nhưng mà em cứ bỏ lên còn 5 phút là em cảm thấy mỏi về nó khó chịu, em nói chung em rất cố gắng rất là nhiều. Tại vì hình như nghiệp của em nó nặng thì sao? Không có có lại kiến không? Không có kiến thì có lại hướng nam không? Tại lại đó là một cách giải quyết cái chuyện khó chịu của mình đó. Dạ, trước khi vô thì cũng giống như là thầy Tán dạy đó. Thì em cũng trong nhà thì cái hướng nào hướng nam thì anh Minh anh cũng đáp cho em rồi. Nhưng mà chắc có lẽ đúng là tại vì em sinh trong một nhà, tại vì mới sinh ra là trong nhà nghèo lắm, nói chung mọi việc em cảm thấy là mình chắc trong vô thị kiếp. Gia đình có phản đối, có ngăn cản hay là có trách móc gì không? Có hay là có đồng ý hay có hưởng ứng? Dạ không đâu, gia đình em là ủng hộ. Nếu mà gia đình em rất là ủng hộ trong cái việc mà mình theo vô vi, mình tu hành, mà càng ngày mà mình được tính tình hiền lành hơn, nhỏ nhẹ hơn, chắc gia đình hạnh phúc lắm. Vậy gia đình có muốn thử hành pháp không? Dạ có, nhà em có bé cháu nó đang đại học kinh tế luật á, nó đang tìm hiểu về pháp vô vi. Nó mấy tuổi? Dạ nó năm nay 19 rồi, đại học năm thứ 2. Rất tiếc là nó rất thích đi đại hội nhưng mà nhà không có điều kiện nên để dành đợt sau để cố gắng. Bé rất là thích, bé đang tìm hiểu về đạo. Hôm trước có một bạn đạo phát tâm cho những bạn đạo nào chưa có được đi đại hội mà thích đi quá mà không có phương tiện, mà Minh nó không nói à? Dạ không dám. Chắc là nó thấy gia đình rồi sợ. Dạ, đúng rồi. Mang tiếng rất sợ làm phiền. Đáng lẽ là mình tu là mình phải dám cái sợ qua một bên. Một người nào cũng là con của ông trời. Đâu phải tại vì có liên quan tới mình thành ra là bị thiệt thòi hay sao đó không? Mình không có phải là của về với tôi thì được những cái đặc ân này đặc ân kia, nhưng cũng không thể tại vì về với tôi cho nên bị những cái thiệt thòi này thiệt thòi nọ. Ổn ghê đó. Tại vì mình tìm được hai người, thiếu một người mà cứ tìm hoài cái người thứ ba. Bé đó nó giỏi lắm mẹ đó. Nhưng mà nó có hành pháp thì không quan trọng đó. Nó bắt đầu khoảng mấy tháng rồi, tại vì khi mà lúc trước là em cầu nguyện có tiên là mẹ em dẫn nó đi, tại tâm nó hướng về nó tìm hiểu về đại vui, nó đi thiền trong cái nhóm đại nguyên thủy. Cái đó là phải vô vi đâu, nó muốn tìm theo vô vi mình đi qua nguyên thủy. Tại vô vi có nhiều thứ vô vi lắm, vô vi nguyên thủy cũng là một loại mà không phải theo vô vi của mình. Thế chỉ là cái tên nó nhau. Mới là tìm hiểu về thiền. Thì anh Linh cũng có nói như rồi, nghĩ là nó đang bé đang tìm hiểu về đạo vô vi. Bé muốn thì nếu mà về có cơ hội thì nên nhấn mạnh cái chỗ vô vi không phải một đạo. Vô vi một là cái pháp, một cái phương pháp. Hít thở có những cái động tác nó giúp cho giống như hồi sáng giờ nghe các ba các nhóm lên trình bày đó là để khai thông mấy cái luồng điển trong người mình thôi. Điển mình bao nhiêu năm, mình hút bao nhiêu trượt, rồi bao nhiêu chắc giờ giống như hồi sáng giờ nghe nói đó, thì khử trượt lưu thanh là một cái phương pháp giúp cho mình bỏ những cái dơ ra ngoài và giữ được những sự thanh sạch bên trong. Chứ không phải bắt đạo như đạo Chúa, cao đài, Phật. Mới tới một cái đạo á, nó có nhiều thứ rườm rà. Còn bên này mình không có cần phải chẳng hạn như là giữ cái giới này hay giới nọ gì hết. Mình chỉ cần á, là làm cho mình thông thương điển. Đó, hồi sáng những người nói nhắc đi thông dặn đến mình phải không?
không phải đọc kinh sách gì hết, nghe băng giảng của thầy không là đã đủ lắm. Thôi mình trở lại cái chuyện là mấy hôm nay có làm quen được bạn đạo nào mới không? Dạ cũng có mấy bạn. Ở chùa Phú Yên có bạn đạo nào ở đó không? Ngoài rồi đứa cháu ra có bạn đạo vô vi nào mà giống như hoặc là gần gần đó kể như là đã quen với pháp vô vi từ một thời gian lâu dài không? Dạ chưa, không có hả? Gần nhất là ở đâu? Từ Phú Yên thì gần nhất là phải Phan Rang, Phan Thiết gì không? Dạ Trang, Phan Rang. Thì mình biết là ở Phan Thiết, Phan Rang, Phan Thiết có nhiều bạn đạo lắm, yeah. Kêu bằng kỳ cửu đó, yeah. Thì nếu có cơ hội thì tham dự những cái khóa sống chung, yeah. Hay là những cái sinh hoạt thì được thiền viện. Nhưng mà mình nghĩ chương trình của Thủy sắp tới là bay qua Canada không? Dạ, yeah, cái đó thì anh Minh Ảnh cũng đang trong kế hoạch là đưa em với con qua. Dạ, anh Minh cũng đang trong kế hoạch là đưa em với con gái qua Canada. Thì nếu mà qua bên đó đó thì dù là ở Toronto hay là Montreal hay là Vancouver gì thì sẽ có bạn đạo ở các nơi. Dạ. Mình có chương trình Sky mỗi tối thứ bảy mà mình tham dự đó, mà mình không biết là những lúc đó mình nghe tiếng em bé thì không biết là Thủy ngồi nghe dự thính hay là ngồi đó mà giữa em. Tại vì mình cũng chờ đợi là Thủy em có thắc mắc có hỏi cái gì để tham gia. Dạ thì cứ mỗi hàng tuần mà sinh hoạt á thì em cứ hay ngồi sau để mấy em nghe mấy anh chị trao đổi sinh hoạt, trao đổi rồi học bài rồi đây nọ đủ thứ, thì em ngồi sau em nghe rồi sẵn rồi ra có em bé nhỏ em cũng em bé quậy quậy thì em phải ra ngoài. Thành ra mình thấy cái đó cũng là một những cái chuyện cản trở, yeah. Nhưng mà nếu mà tập cho nó cũng xoài hồn hay là cũng biết nghe, và nếu mà thích nghe niệm Phật gì đó thì từ từ đó nó sẽ nhiều cái đứa tham gia luôn. Tại vì những em bé khác thế hệ sau này là những mầm non vô vi, yeah. Dân Bích Ngọc, thành ra đào tạo từ nhỏ đó thì yeah. Là nhiều khi nó qua mặt ba má nữa. Dạ cái đó là chắc là cái chắc rồi. Em bé thì mỗi lần nghe ban ông Tám mọi người tối thì ngủ rất là ngon, rồi nhưng mà chưa có cho em bé xem hình nên đợt này về thì chắc không có mở những cái chương trình kia nữa, mà cứ đợi cho em bé nó cứ coi cho nó quen. Tại vì em bé còn nhỏ. Nhưng mà nhiều khi mình gia đình ông ngoại bà ngoại chứ bên cạnh hả? Dạ có một không, bà ngoại ở nhà riêng. Ừ thì bên nhà riêng, nhưng mà gần gần đó có thể đi qua đi lại không? Xe mấy cái số. Ồ vậy hả? Tại mình nghe nó qua nhà ngoại rồi mình tưởng là ổng ở bên cạnh.